chào mừng tất cả anh em đến tới kênh YouTube Thông Quay Lóc, kênh giải trí. Trời ơi, nổ kìa trời. Quá trời, nó nổ luôn. Chạy 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 chạy. Đi chạy, chạy. Bỏ xe, bỏ xe, bỏ cua chạy, không có chạy xong. Quá trời, còn người kẹt cái dưới nó kìa trời. Chị nãy giờ mấy người đó kêu chạy lên. Quá rồi, quá rồi, bà con ơi. Không nổ kìa. Anh thằng ơi, nghe thấy những bà nhỏ nè. Tụi phía bây giờ không mẹ nổ chung mờ đi trời. Không biết lỗi luôn, không biết lỗi luôn. Trời trời quá trời, cháy xe không lao luôn mà trời. Thôi lên phía ông sao mình ra được. Rồi quá trời luôn rồi. Ừ. Có phải bình chứa lửa thêm nhiều không mới được. Bây giờ một số lửa nó kẹt anh trước rồi nó cháy như giữa mà. Xe cổ cháy làm trơn luôn. Xe cổ cháy làm trơn luôn rồi. Rồi thằng hên tôi không có xuống được luôn. Quá ghê, quá ghê. Bên hòa xe đét nha mấy các bạn đang chạy. Không có đầu pha kìa. Nổ trơn dàn xe luôn rồi. Nổ trơn luôn rồi, cháy quá trời luôn rồi. Giờ đâu đâu pha xuống đâu cứu được. Dòng xăng mà rồi khấu kiểu đó mấy ông ơi. Tàu pha sai sao mà lái. Mấy ông nội, mấy ông nội đó sao mà không lấy phao nhảy vô đó hỏi nổ. Ai có xe hơi tàu nhỏ, xe tàu nhỏ chạy vô cứu hai cái ông này chạy chiếc xà lan lại. Xà lan có nước cái xịt không? Ừ, xà lan có máy nước. Ừ. Cứu hai ông lên trước. Có cái đầu nhỏ nào không? Không có ghe nhỏ nào chạy ngang cứu hai ông lên trước sự nghiệp. Gió mà tui để gió lên đây nó mới chết chứ. Xe hơi đấy chết rồi, gió đang thổi như thế này mà. Chạy đúng đích. Đúng đích vô người ta. Được cái này sao nè. Ông nước kìa, ông nước kìa sạch quá. Rồi ông nước sạch quá. Ghe nào không, không có chiếc ghe nào gần đi. Trời. Trời ơi cháy dầu nữa là xăng nó chảy ra mà. Có nước thì sao chịu nổi đâu. Cái nó nổ quá nổ luôn rồi. Còn nguyên cái hầm dầu ở dưới nữa nó chết. Nó cháy nè. Đất đào xe nó cháy lần xăng nó tan ra nó tràn ra mà. Cháy ngay chặn giữa ha. Xuống luôn chặn bị rồi luôn rồi. Lại xăng trong xe ra. Cháy rụi xe hết trơn luôn rồi bà con ơi. Nên là bà nó chưa chạy ra. Còn khách lên trước nó không biết sao nữa. Ổng lo xe quên thòa xa đét. Đó nhóc đó. Rồi chiếc bà nó còn nổ máy mới xuống luôn chốt luôn 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 luôn.
giờ không trời cái ghê quá vậy hình quá. Mình 5 phút nữa mình xuống hòa là mình bị cháy xe rồi. Có hai chiếc du lịch trước mà chưa tới. Không có ai bị gì hết, cháy xe không à. Xe ra mới chết. Chết nhảy xong chết trên bờ chết cháy luôn. Nhiều khi không biết lỗi đó. Tỉnh gì nó liêu xuống hồ rồi. Tỉnh tỉnh đâu thao chảnh nhấp chân đó. Tụi mày không đó, tôi thấy ông đụng trên phà đây không nhảy vô đây không leo đây không nổi. Nào nào ông ơi trên phà. Ông bảo vệ ha. Bảo vệ bỏ cổ chạy lấy người. Lên lên xin giờ không chân. Đúng rồi người dân. Không lết đây nào coi nó muốn xỉu luôn. Người dân biết hồn. Quay luôn à. Mẹ không có thấy bà cháy nha. Cháy hết xe luôn rồi nha. Xe nào cũng cháy với bà cháy hết luôn rồi. Bỏ vậy xe nó cháy đó, cái máy bà nó còn nổ đó. Con cát lên cứu bồ được, cứu được mấy chiếc xe. Để tao một tắt hả? Cháy mẹ. Mẹ mấy con cá nó khổ thứ gì chưa nói. Nó chạy xem cái lửa đâu mất tiêu trên trời. Lửa lửa cho con cá đi cho nó lẹ đây con cá nó. Hai cái giòi nó sập cả. Sập dữ lắm luôn. Cá của tôi dữ lắm. Trời ơi xem ta cháy còn cái sườn không được. Ơn quá vợ có anh ghe cát. Ta xuống lại bỏ lên bỏ xe hả? Bỏ xe chơi với chết sao? Hồi nãy có mấy bình mà sao nãy có mấy bình đâu có thấm đâu. Vô lên em lượm luôn mấy chiếc chơi luôn nè. Giá kìa. Chiếc con anh quá chút xíu rồi mình xuống là mình thì mình cháy dữ luôn rồi. Ừ, cái màu bự đó chạy ngang cặp vô nó phun nước nè. Ừ, cháy chút nhiều quá. Coi chặt tắt rồi cái xe chữa cháy nó lại nè. Ừ. Cháy xe còn cái sườn không luôn. Cháy thang rồi xong rồi nhiều nước rồi nó bảo là không thui gọi cho nó mới lại. Cháy rồi. Lúc cho ba nó hơi hơi hơi. Má không có chiếc xe không chốt chiếc xe cát rồi má. Ủa sao tự nhiên phà mà cháy kỹ vậy? Xe nó nổ nó cháy rồi nó cháy hết luôn. Cái xe nổ cháy hả? Trước ta dồn quá trời trước luôn. Còn cái sườn không à? Có xe du lịch với xe tải đầu trước nữa. Có chiếc xe du lịch xe tải đó. Cái mé mà 2 phút nữa là xe xuống cháy rồi nó cháy phà luôn á. Đó thì phà cháy luôn. Chưa thấy thì chứ. Ai đâu lên nó đường tắt. Ông lúc quả quạng là tài công phải tắt liền chứ. Là cháy là tài cặp nó luôn chứ không có gì hết không ạ. Chưa chạy ra nó phải chạy ra rồi xong chết rồi xong hết rồi. Bên phà Sa Đéc Miễu Trắng để
để cho được. Đầu chợ đi qua đây luôn, chơi luôn, chơi luôn, chơi hết luôn. Mấy kia đụng má cái đội kia mà bị chết luôn. Trời ơi, đội đụng cái đội chết luôn. Chiếc xe cát nữa kìa. Bây giờ lấy ai?